chiến tranh từ thủ đô Washington với luật sư Trung Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế đặc biệt là bình luận về việc uh, chủ tịch của Triều Tiên là ông Kim Jong-un hay còn gọi là Kim Chánh Vân ngày 8 tháng 9 vừa qua tức là hôm qua đã ra trước quốc hội của Triều Tiên và đã ra một cái tuyên ngôn tuyên bố Triều Tiên là quốc gia hạt nhân và trong cái tuyên ngôn tuyên bố đặc biệt này nó trở thành luật của quốc gia Triều Tiên. Thứ nhất là trong cái tuyên ngôn này chính thức xác nhận và công bố Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, là một cường quốc hạt nhân có vũ khí tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân một cách chính thức thưa quý vị và công bố cho toàn thế giới. Và chúng ta cũng nên biết rằng Triều Tiên từ lâu đã chế tạo thành công những tên lửa, động cơ tên lửa đẩy trong dự án mang tên Trường Trình. Và hiện nay với cái biến thể mới nhất thì tên lửa Trường Trình có khả năng bay xa trên 12.000 km và có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 2 tấn. Thì đây là một trong những Kỹ thuật tối tầng cao cường của các quốc gia trên thế giới trong việc chế tạo những vũ khí chiến lược hay còn gọi là vũ khí quốc bảo. Và trong tuyên ngôn Triều Tiên là quốc gia hạt nhân thì cũng cho phép là Triều Tiên được quyền ra tay trước đánh phủ đầu đối với những kẻ thù, những đối thủ của nhân dân Triều Tiên, đất nước Triều Tiên. Thì trong đó cho biết là đối thủ hàng đầu đó là Hoa Kỳ, đó là Hàn Quốc hay còn gọi là Nam Triều Tiên, vân vân thưa quý vị. Là những quốc gia có những chính sách thù địch đối với Triều Tiên vẫn tiếp tục tập trận quân sự, vẫn tiếp tục đe dọa bảo vệ cẩm vận triều tiền về vấn đề kinh tế quân sự vân vân thưa quý vị thì vấn đề thứ ba cũng là mấu chốt của tuyên ngôn quốc gia hạt nhân đó là nó trở thành luật và cho biết rằng đây là bất khả tương nhượng bất khả thương thuyết và bất khả tranh luận và có thể nói là không thể tương nhượng không thể tranh luận và không thể nhường bước nói chung đây là một hình thức cử tuyệt của triều tiên cho biết rằng nó đã trở thành luật và triều tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình do đó đừng mất công thương thuyết thương lượng mất công, mất thì giờ vân vân. Được biết trong lịch sử giữa Triều Tiên, Nam Hàn hay Hàn Quốc cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản thì đã có gần 300 cuộc thương thuyết của các phái đoàn vừa thương thuyết công khai, vừa thương thuyết mật. Nhưng kết quả cuối cùng không đi tới đầu thưa quý vị. Và trong một cái bối cảnh mới nhất thì phía Hàn Quốc cũng đã có một cuộc tập trận với quân đội Hoa Kỳ. Do đó, Triều Tiên coi như những cuộc tập trận quân sự là hình thức đe dọa nhắm vào Triều Tiên. Và phía Tổng thống uh, Yoon Thực Kỳ hay còn gọi là Yoon Suk của Hàn Quốc cũng đã đề nghị sẽ viện trợ cho Triều Tiên nếu Triều Tiên uh, đồng ý uh, tuyên bố uh, hủy bỏ vũ khí hạt nhân của mình và phía hoa kỳ cũng đã lên tiếng đưa ra những điều kiện tuy nhiên thông qua cái tuyên ngôn triều tiên là quốc gia hạt nhân này thì coi như mọi cánh cửa về thương thuyết đã bị đóng lại thưa quý vị và đóng lại một cách vĩnh viễn nói chung là triều tiên chấp nhận là triều tiên có hàng đóng và sẵn sàng đáp trả bất cứ quốc gia nào nếu Triều Tiên nói có những hành động quân sự nhắm nhe những hành động mà động binh những hành động khiêu khích đe dọa tới lợi ích cốt lõi của Triều Tiên thì Triều Tiên được quyền và ngày hôm qua đã chính thức tuyên bố là sẽ đánh phủ đầu đánh dàn mặt đánh trước cảnh cáo hoặc thậm chí là tiêu diệt luôn cả tất cả những uh, mối đe dọa trên thưa quý vị nói chung thì uh, qua cái tuyên ngôn uh, triều tiên uh, một quốc gia hạt nhân này cho thấy là triều tiên uh, không còn mấy mặn mòi và không còn muốn bất cứ một cuộc uh, thương thuyết nào mà triều tiên gọi là vô tích sự vô bổ và chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần và rất nhiều năm đây là lợi ích cốt lõi để bảo vệ đất nước triều tiên và không ai dạy gì mà từ bỏ những cái vũ khí bảo mạng bảo quốc như thế để đánh đổi đến những cái gói viện trợ kinh tế hết sức là bèo bọt vân vân thưa quý vị nói chung vài trăm triệu đô la hay vài tỷ đô la vẫn là còn số nhỏ so với một quốc gia và đương nhiên trong nhiều năm triều tiên cũng đã đổ tiền đổ tài lực vật lực rất nhiều tài sản tài nguyên quốc gia vào cái chương trình phát triển vũ khí hạt nhân vũ khí đạn đạo vân vân với sự phát triển của các loại vũ khí tầm trung tầm xa những chương trình tên lửa đẩy, động cơ đẩy, những chương trình đạn vũ khí đạn đạo tầm xa có khả năng uy hiếp kể cả nước Mỹ thưa quý vị với tầm bắn 12.000 cây số đến 16.000 km vân vân. Thì đây là một cái bối mà có thể nói là một cái lò lửa và là một cái sự mở hoặc kép đe dọa đóng hoặc kép đối với quốc gia như Hàn Quốc, như Nhật Bản, như Hoa Kỳ là hãy coi chừng Triều Tiên không nên có những động thái quân sự quá đáng vượt qua lằn ranh chấp nhận được, vượt qua những cái ngưỡng chấp nhận được hoặc là nếu có tập trận thì hãy tập trận thật xa biên giới của Triều Tiên. Không nên có những cuộc tập trận động bình lớn bất ngờ mà có ý đồ đe dọa triều tiên và đó là cái mà triều tiên muốn tuyên bố cho khắp thế giới thưa quý vị thì phía hoa kỳ nhật bản hàn quốc thậm chí cả trung quốc và nga đều rất lo lắng về cái vấn đề mà triều tiên có vũ khí hạt nhân nhưng lo lắng nhất là ba quốc gia Nam Hàn hay còn gọi là Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. đương nhiên Hoa Kỳ thì cũng chẳng sợ gì vì Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, nhưng Hoa Kỳ sẽ lấy cớ đó để gia tăng sức ép đối với các quốc gia như Nhật Bản, Nam Hàn, Hàn Quốc phải gia tăng uh, chi tiêu cho quốc phòng mua những hệ thống đánh trận tên lửa đạn đạo chẳng hạn như vậy rồi chi trả tiền cho quân đội Mỹ đóng lâu dài trên đất Nhật Bản, đất Hàn Quốc vân vân và mạnh tay chi tiêu mua vũ khí quốc phòng của Hoa Kỳ để mở ngoặc kép là tự bảo vệ đóng ngoặc kép trước khi mà Hoa Kỳ động bình để yểm trợ thưa quý vị. Nói chung thì à, Hoa Kỳ à, dùng cái sức ép của Triều Tiên để mà đe dọa ngầm các quốc gia đồng minh, các quốc gia đàn em và từ đó thì à, dễ thuyết phục vào việc mà chạy đua vũ trang, chạy đua mua vũ khí à, quốc phòng để bảo vệ, chẳng hạn như chúng ta vừa nói là hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot Pac-3 chẳng hạn như vậy. Hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot Pac-3 thì tương đương với hệ thống S-400, 450 của Nga thưa quý vị. Còn những hệ thống tối tân hơn thì phía Hoa Kỳ chưa có ý định bán cho các quốc gia đồng minh. Nói chung là một chiêu trò để mà Hoa Kỳ đường nào cũng tính toán để có lợi cho lợi ích của quốc gia Hoa Kỳ và phía Hoa Kỳ cho biết rằng thông qua cái tuyên ngôn này thì Triều Tiên chắc chắn sẽ mở lại các cuộc thử nghiệm đầu đạn tên lửa hạt nhân, đầu đạn tên lửa nguyên tử, các loại tên lửa đạn đạo tầm xa, tầm trung vân vân và đó là cái lý do mà các quốc gia như nhật bản như nam hàn đều đang lo sợ về cái tuyên ngôn vừa được tuyên bố triều tiên là cường quốc hay quốc gia hạt nhân và đây là cái điều mà bất khả tranh biện bất khả tương nhượng của triều tiên vì vũ khí hạt nhân được coi như là vũ khí bảo quốc bảo mạng của chế độ Triều Tiên thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô với luật sư Triều Tiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.